Hoài hả con? Sao con không bấm chuông? Dạ, con ở dưới quê mới lên, có đem ít quà biếu cho dì, mà sợ dì không có ở nhà. Vô nhà đi con, vô nhà đi. Dạ. Vô đây con. Lúc này có khỏe không con? Dạ con khỏe ạ. Mà lúc này con làm cái gì vậy? Dạ vẫn vài việc linh tinh như phục vụ bàn ạ. Mà con làm cái gì thì làm, cũng phải nghĩ đến con mình nha. Dạ con làm gì cũng là vì con của con. Uống nước đi con. À bây giờ dì phải đi chùa, con có đi chung với dì không? Dạ không, nếu vậy con xin phép con về trước. À con gửi dì. À, cảm ơn con. Dạ con về nha dì. À à con, cô quay lại tới với mình nữa hả? Ừ, nó mới qua mà nhớ lại lần trước con dặn đó, mẹ cứ thấy sợ sợ con à. Mẹ giờ con soạn đồ để đi công tác, nhưng mà để mẹ một mình ở nhà con không yên tâm chút nào hết. Mẹ vẫn ở nhà một mình có sao đâu con. Nhưng mà bây giờ nghiện ngập hút chích nhiều, tụi nó dễ làm liều lắm. Mẹ sẽ cẩn thận, con cứ yên tâm nha. Dạ. Dạ. Con. Chuyện gì vậy mẹ? Con nè. Con. Chào cô. Chào anh Phương Nam. Chào anh. Có phải ma túy không? Chúng tôi đang tiến hành điều tra, anh để cho chúng tôi giải quyết. Tạm thời thì hai mẹ con anh cứ ngồi lại ở đây, để chúng tôi sẽ tiến hành điều tra. À không sao đâu mẹ. Dạ chào bác. Anh Minh. À chào đồng chí. Chào anh. Mời anh. Anh à, cô Hoài là người đã biếu mẹ em hai đồng ma tét này. Tất cả đã biết rồi, giờ đang cho truy bắt cổ. Sao con nhỏ nó muốn hại gia đình mình như vậy chứ? Chúng tôi có lệnh chuyển vụ này cho công an thành phố. Vậy anh có giấy chuyển chưa? Một chút nữa. Vậy thì mọi người cùng ngồi đợi nha. Đây là bằng chứng phải không? Đây là bằng chứng. Khi nào có lệnh thuyên chuyển thì chúng tôi sẽ giao lại cho anh chị.
Alo. Bác đừng lo quá. Sao rồi Trung? Dạ không tìm được cô ấy. Không tìm được cô ấy sao? Tại vì cô ấy không dùng điện thoại có GPRS. Thôi được rồi, cậu vẫn làm theo kế hoạch đi. Dạ. Em nghe nè anh Trung. Kế hoạch vẫn như cũ, em rút đi. Nhưng còn Hoài thì sao? Đây là lệnh của anh Minh. Em rõ rồi. Trời đất, họ không quan tâm tới chuyện của huyết thống hay sao ta? Sao ông vô được vậy? Tôi có chìa khóa. Vậy đây là nhà của ông rồi. Sao bà có vẻ khó chịu vậy? Ông có biết con Thư với thằng Nguyễn? Sao? Nó đang làm cái gì vậy? Ông đang cho tụi nó làm cái gì vậy hả? Tụi nó làm cái gì? Tôi nghĩ bà đã biết. Trời ơi, nó có còn cái gì nữa đâu. Nó làm gái múa cột, rồi làm gái điếm nữa. Như vậy chưa đủ tan nát hay sao chứ? Sao bà lại trách tôi? Có trách thì phải trách ngày xưa kìa. Đừng có cắn đắng tôi như vậy nữa mà. Nếu vậy thì đừng có than nữa. Nếu vậy thì cứ yên tâm ngồi đó mà hưởng thụ đi. Chắc là tôi bị quả báo, cho nên bao thứ xấu xa hèn hạ nhất đều đổ xuống đầu con gái của tôi. Ông đúng là phù thủy. Bà nói cái gì? Thằng này là phù thủy? Vết sẹo này là do bà gây ra đó. Anh Quang, đi đâu vậy? Hên quá, cũng may là gặp chị ở đây. Để tôi có dịp chào chị một tiếng rồi đi. Anh đi đâu? Tôi về nhà. Chứ sống như vậy hoài sao mà được. Làm phiền chị lắm. Hay là anh lên ăn cơm bữa cuối với tôi đi. Hôm nay tôi mua đồ ăn ngon lắm. Thôi, tôi cảm ơn chị. Tôi nên đi. Chào chị.
quan. Sao chị? Anh cho tôi theo với. Anh cho tôi theo với. Tôi chán sống ở đây lắm rồi. Cho tôi theo anh đi. Tôi sẽ nặng khăn sửa túi cho anh. Anh Quang, bà Bích, tôi đã không muốn nói thì bà nên biết điều. Tôi đã định bỏ qua, bộ bà không hiểu sao? Tưởng bà qua mặt được tôi hay sao? Alo, anh Nguyễn đâu rồi? Ảnh hả? Ảnh bận rồi. Cô đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với ảnh. Tôi không đưa đó. Cô dám sao? Đây là điện thoại của ảnh, không phải của cô. Nhưng mà tôi có quyền. Ok. Alo, alo. Gặp anh kìa. Kệ nó. Mình cưới nhau đi. Thần kinh. Tối nay thì sao? Anh có súng à? Em mà sợ súng hả? Mình được về hả con? Dạ, con sẽ đưa mẹ về trước. Con còn đi công tác gấp nữa. Mà sao họ thả mình về con? Tất cả chỉ là bột mì thôi mẹ. Cái gì? Bột mì à? Lại trời Phật, xin trời Phật phù hộ cho hai mẹ con tôi. Tôi với cậu đưa dì về trước, chúng ta phải lên đường ngay, quá trễ rồi. Có phải chúng làm vậy để cố tình kéo dài thời gian không anh? Không thể nào. Vậy làm sao chú biết kế hoạch của ta? Hay là Thu Phương?
em vẫn chưa thể liên lạc được với Phương. Mày tới vô trường chưa? Chưa. Em và Nam lên biên giới trước đi. Anh lo cho Phương hả? Ừ. Em đi trước nha. Chào anh, mình đi. Mẹ. Con gái. Wow. Ý. Hoa trong vườn nhà đó hả mẹ? Ừ, đúng đó. Đó là hoa ba trồng mà mẹ thích nhất là hoa hồng. Con ngửi thử xem, cái mùi nó rất là dịu và cảm giác nó rất bình an. Thơm quá à. Xíu. Wow. Ê, tụi nó tới rồi kìa. Đâu? Nè, đây. Nhanh lên. Đứng yên. Đứng yên. Tất cả đã bị bắt. Tất cả đứng yên. Đứng đây. Đứng yên. Đứng yên. Bùi cái ghế xuống. Đứng yên. Không được chống cự. Thank you.
Chị ơi, chị có sao không chị? Chị ơi, có sao không chị? Nè chị ơi. Con bị sao vậy? Con đang ở đâu? Bà tới liền, bà tới liền. Phương ơi, tỉnh lại đi con. Phương, không được gạo. Xin bác vui lòng chờ ở ngoài nha. Dạ, dạ. Sao rồi chú? Mong là kịp giải độc cho nó. Cậu biết rồi đó, nếu không con bé lập tức bị ngộ độc và tử vong. Giờ phải chờ thôi. Cứ để tôi lo cho nó. Cậu cứ lo việc của cậu đi. Dạ. À chú, khi nào có thông tin gì chú nhớ liên lạc với con nha. Đồng ý. Bây giờ con có thể vô thăm cổ được không chú? Chưa được đâu cổ ơi. Chưa rời khỏi thành phố. Cả Nguyễn và anh Thư cũng vậy. Họ có thể không ra mặt. Em lên đường đây. Cậu cẩn thận nha. Dạ. Tụi em chỉ còn cách biên giới khoảng 10 cây số. Phương sao rồi? Đang chờ. Sáng nay mới biết được tin báo là bọn chúng đã xuất hiện ở cửa khẩu và đang đi qua một cách trót lọt. Em đã thấy bọn chúng rồi. Chúng ta chỉ tập trung một mũi. Nếu có sự kiện gì, công an tỉnh biên sẽ xử lý được. Dạ. Phương sao rồi anh? Cô dễ cô đang hôn mê. Đang chờ kết quả. Anh hy vọng là cô cũng sao.
càng tốt. Cứ theo những kế hoạch. Dạ, dạ. Tất cả đứng yên, giơ hai tay lên đầu. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, ngồi xuống, giơ hai tay lên đầu. Cô Hoài, đứng lại. Mấy người đứng im nha, đừng có lại gần tôi đó. Cô bình tĩnh đi, cô bỏ xuống đi. Đứng im, tôi nói mấy người đứng im. Phương, con tỉnh lại rồi hả? Ba. Dạ. Con. Ba. Có ba đây. Con không sao đâu. Con yên tâm đi, có ba đây. Tới đây, tới gần hơn nữa. Mỗi buổi sáng khi ngủ dậy, tôi thường nhớ chuyện cũ. Mỗi một ngày trong cuộc đời, tôi luôn nhớ về chuyện bạn đã bỏ cha con tôi đi. Ông đừng có để bụng nữa, vì rốt cuộc tôi và ông không cần phải tự dằn vặt hay là hành hạ lẫn nhau nữa. Sao lại không cần? Vì tôi và ông đều đã già rồi. Bạn nghe đi, nghe cho rõ đi. Tôi không bao giờ quên chuyện cũ. Cô ấy đã bị nhiễm trùng huyết. Trời đất ơi. Chúng tôi sẽ tiến hành lọc máu cho bệnh nhân. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ba.
không sao. Chúng ta không tìm thấy gì cả. Mai à, nghỉ ngơi chút đi. Không tìm thấy xác của cô Hoài, cả một ảnh dụng cũng không có. Truy nã Hoài trên toàn quốc. Rõ. Rõ, rõ. Đừng sợ nha con. Ráng lên nghe con. Dạ, tớ vui lòng chờ bên ngoài à. Dạ, dạ được. Dạ, chào chú. À, chào cháu. Dạ, tình hình sao rồi chú? Chuẩn bị lọc máu. Con về rồi đó hả? Dạ, con mới về. Mọi chuyện có ổn không con? Dạ, mọi việc tương đối ổn hết. Chỉ có mình Thu Phương là phải ở lại bệnh viện. Nó có sao không con? Dạ, con không sao. Nhưng chắc phải tạm nghỉ việc. Chờ khi nào khỏi hẳn mới đi làm lại được. Tội nghiệp Thu Phương quá. Mẹ... mẹ nghĩ đến con hoài. Bây giờ chỉ có bắt được cổ mới mong cổ không làm được lạc lối nữa. Việc ngộ độc dẫn tới suy thận cấp, bệnh viện đã quyết định cấy ống thông vào thành bụng để lọc qua màng bụng. Một lần 12 tiếng, một tuần lọc 3 lần. Việc đó kéo dài trong bao lâu? Ông ăn đi, tôi mệt, tôi về phòng nghỉ. Bố già.
Bố, bố thiệt là lợi hại. Lợi hại. Lợi hại. Tốt lắm. Chuẩn bị chuyện tiếp theo. Hy sinh mấy mạng, mất một ký heroin, tiếc đứt rồi. Bỏ con tép bắt con cò. Mày cứ tối ngày chơi bời, hư hết cả người. Mẹ nhìn con đi, từ đầu tới chân con có gì mà không hư hả? Mẹ, con là búp bê bị hư á. Búp bê bị hư á. Làm gì vậy? Mẹ cười lên được không vậy? Suốt ngày mẹ cứ xài cái mặt u ám ra hoài vậy. Mẹ cười lên đi. Cười đi. Sao mẹ cứ khóc hoài vậy? Mẹ muốn trụ tôi chết lắm hả? Hả? Phải không? Hả? Mẹ muốn tôi chết mà. Ai cũng muốn tôi chết hết đó. Tôi chết. Cứ để tụi anh lo. Em cần nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hãy cố lên em. Nguyễn mới là đại bàng. Nói cái gì? Lão chỉ là bù nhìn cho Nguyễn hành động. Hèn chi, bọn chúng là quá khôn khéo như vậy, không có một chút sơ hở nào hết. Cả hai phối hợp ăn ý, cho nên tất cả các vụ thuyên chuyển ma túy đều trót lọt và gọn ghẽ. Không ngại hy sinh đàn em và giết người không gớm tay.
Anh muốn có một đề nghị với Bảo Trung. Nhưng mà anh muốn nhờ Thương tham gia vụ này hả? Nếu như Thương đồng ý. Nhưng mà trước khi đi phải để tôi sắp xếp cho cô ấy. Phải lo sự an toàn của cổ. Chỉ sợ Thương không được an toàn. Vì ở nơi đó có khác gì hàng cọp chứ. Ngay cả Phương còn ra nông nổi như vậy. Cho nên đây chỉ là một suy nghĩ thôi. Nhưng nhiệm vụ trước mắt, chúng ta phải bắt lại bạn hại. Không nên để kẻ nguy hiểm như vậy ngoài vòng pháp luật. Nếu như mà em đồng ý thì còn cha em. Đây là một vụ án khá đặc biệt. Tôi biết ba em đang bệnh rất nặng. Nhưng em cứ yên tâm đi, sẽ có người thay thế chăm sóc cho ba em. Theo tôi được biết thì lão ta rất là ma mạnh, quỷ quyệt. Lão ta có thể giết em bất cứ lúc nào. Tôi rất lo cho em. Em đồng ý. Em cứ yên tâm đi. Tôi sẽ huấn luyện cho em một số kỹ năng phòng vệ, thoát thân và điều tra ngầm. Em đồng ý. Con chào cô Phương, con đến thăm cô nè cô. Cô chào con. Cô khỏe chưa cô? Cô khỏe nhiều lắm rồi. Cảm ơn Ngọc Anh đã tới thăm cô. Dạ. Tặng em. Nghe nói là em thích hoa hồng. Em thấy không? Xứng đáng để nhận nó. Em sợ là em không còn đủ sức khỏe để theo nghề nữa. Em không muốn nghỉ ngang như vậy đâu. Nhưng mà em phải thật khỏe hẳn, anh mới cho em đi làm lại. Nhưng nếu em không khỏe lại được nữa thì sao? Thì cô phải nên nghỉ ngơi cho đến lúc cô hết bệnh luôn. Cô sẽ nghỉ ngơi. Chú khóc hả? Không, làm gì có. Chắc chú là người cha mít đức nhất mà con biết đó. Đừng có nói cho nó biết. Nó cười chú à. Chú yên tâm đi. Lúc nào tụi con cũng ở bên cạnh của Phương mà. Không sao đâu. Cảm ơn tụi con nha. Dạ.
tôi chọn mẫu này. Cô chọn khéo lắm, mẫu này rất đẹp. Tôi có thể làm liền được không bác sĩ? Cô không cần thời gian để suy nghĩ kỹ à? Dạ không, tôi muốn đẹp hơn và thay đổi hoàn toàn. Vậy thì tôi sẽ tiếp nhận và bắt đầu phác thảo cho cô. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Alo. Anh Nguyễn. Em cần một số tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ và vẫn sẽ quay về với anh. Được rồi, em cứ yên tâm đi, anh sẽ lo cho em, không thiếu một xu, miễn là em đừng phản bội anh. Ok. Hoài hả? Cô đang ở đâu? Về đang đám cưới của tôi với anh Nguyễn nè. Alo, alo. Việc gì em phải ghen với nhỏ nhà quê đó? Em nói cho anh biết nha, anh không được làm em buồn đó. Tôi sẽ trở thành một người khác và cho cô biết mặt anh Thư ạ. Tại sao cũng như nhau mà Nguyễn lại yêu cô, không yêu tôi chứ? Yêu anh, yêu cả lối về. Có mây trời man mát, có đêm buồn. Chúng ta bắt đầu được chưa? Dạ được. Cô phẫu thuật sẽ kéo dài, chúc cô ngủ ngon. Dạ. Chuẩn bị. Dạ. Tôi chờ cô nãy giờ. Hôm nay tôi phải ở lại chăm cha tôi rồi. Tôi không rảnh đi với ông đâu. Không sao, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Tôi đợi ở ngoài này. Ông có chuyện gì buồn hả? Đời tôi có vui bao giờ. Vậy mà tôi cứ tưởng ông được sống trong cuộc sống đầy đủ vật chất thì sẽ cảm thấy vui chứ. Lúc đầu tôi cũng tưởng vậy.
tôi đưa cho cô thêm một ít. Tại sao lúc nào cũng tốt với tôi hết vậy? Tôi biết cô từng bị mẹ bỏ rơi. Lần trước là tại vì tôi đang buồn nên cái gì tôi cũng kể cho ông nghe hết. Nhưng mà không phải là tại vì tôi muốn ông thương hại tôi đâu. Vợ tôi cũng bỏ con tôi đi. Tôi thấy mình cũng giống như người cha của cô đang nằm trong kia vậy. Tôi ghét phụ nữ bỏ con. Tội lỗi đó không thể tha thứ được. Anh Trung, bây giờ thì Mai đã biết tại sao tất cả mọi người đều đồng ý chọn Thương rồi. Có vẻ như lão ấy rất thân thiện và tin tưởng Thương, coi Thương như là một người bạn để chia sẻ. Thương là dạng người khiến người đối diện tin tưởng và cảm thấy ấm áp. Hình như lòng của ai cũng đang ấm áp thì phải. Ủa, anh Nam không có về cùng anh hả? Ai? Nam. À, người đó nói người kia thích ăn súp, cho nên mua súp vô bệnh viện cho người kia rồi. Còn tôi không biết người này thích ăn gì cho nên mua đỡ bánh mì. Ăn đỡ đi nha. Rồi thích ăn gì mai mốt tôi kêu người kia mua về cho. Em ăn đi cho mau lại sức. Em ổn mà. Thấy em vui vẻ như vậy, anh cũng an tâm được phần nào. Phải lạc quan vui vẻ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào chứ. Quà đẹp quá ha. Em có cần gì nữa không? Em không sao. Em muốn nghỉ một chút. Thank you.
anh Thông. Sao em đi làm trò này vậy hoài? Để người ta không nhận ra tôi nữa. Em không sợ mất mình sao? Tôi thì còn gì để mất chứ. Tôi cảm thấy hối hận vì đã chết. Tôi cảm thấy hối hận vì đã không sống để ở bên cạnh của em. Còn tôi, tôi mừng vì đã không bị anh hỏi chết. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh muốn tốt cho tôi mà lại đi làm một thằng nghiện khốn nạn như vậy á hả? Em thay đổi hình dáng như vậy về quê, còn nó không nhận ra em thì sao? Anh Thông, anh Thông, anh Thông. Cô ơi, cô ơi. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải phẫu cho cô. Cô cứ yên tâm. Nam, Nam. Dạ. Mẹ tìm được địa chỉ nhà Hoài dưới quê rồi nè. Địa chỉ này tụi con biết rồi, nhưng mà cổ không về đó. Nhưng nó phải về thăm con nó chứ. Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ cổ không hề về thăm. Con nhỏ tuyệt tình dữ vậy sao? Nhưng mà yên tâm đi, tụi con có lệnh truy nã rồi mà. Trước sau gì tụi con cũng bắt được cổ thôi. À, còn Thu Phương, nó sao rồi con? Bữa nào cho mẹ qua bệnh viện mẹ thăm nó nha. Phương về nhà rồi mà mẹ. À, vậy là ổn rồi hả con? Dạ ổn rồi. À, với lại ba của Phương cũng là bác sĩ, về nhà chăm sóc tiện hơn. À mà Nam nè. Dạ. Vậy con thương ai? Là sao mẹ? Thì chị Mai và Thu Phương đó. Cô im đi. Cô cười cái gì vậy?
Hài quá. Tụi bay hài quá. Chị Mai, em làm gì đứng đây một mình vậy? Cảm ơn anh. Đợt này Phương gặp nhiều tai họa quá, em thấy mình thật vô tâm. Ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình, đâu có ai an toàn tuyệt đối đâu. Em chỉ muốn chia sẻ nhiều hơn với Phương thôi. Anh vừa nhận được quyển sổ này từ trại cai nghiện của Thông. Thông, chồng của Hoài. Em giữ giùm cổ đi. Làm em nhớ tới Hiền, nhớ tới những lời chuộc tội của cậu ấy trong suốt mười mấy năm bị giam. À, hiện giờ cậu ấy ra sao rồi? Cậu ấy đã ra tù. Bây giờ cậu ấy đã có thể làm chỗ dựa cho bà mẹ già yếu, nên em không muốn tới đó nữa. Hoài ơi, anh hối hận vì mình đã không làm chỗ dựa tốt cho hai mẹ con em, để em phải ra nông nỗi này. Anh chết rồi cũng không chuộc lỗi được với em. Anh xin lỗi Hoài ơi. Cô ơi, cô sao vậy cô? Cô ơi, cô, bác sĩ ơi, bác sĩ, bác sĩ ơi, cô ấy là người coi việc mạnh lắm. Tôi chết rồi sao? Tôi đợi em lâu quá. Không, không, tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Sớm muộn gì em cũng phải chết thôi. Lệnh, lệnh hãy chết tôi phải không? Là em lựa chọn đường mình đi, sao lại trách ai? Tại sao tôi lựa chọn con đường này? Là tại anh. Tất cả là tại anh hết đó. Em không đủ tư cách gì để nói tôi này nọ hết. Tôi muốn chết. Tôi không muốn gặp anh. Anh nghe rõ không? Anh đi đi. Tôi không muốn gặp anh. Anh đi đi. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Anh giữ cô ấy thật chặt. Đi đi. Tôi không muốn gặp anh. Tôi không muốn chết. Mời vô.
Phương. Cô. Kìa con. Con còn mệt, con cứ nằm nghỉ đi. Con sao rồi? Con ổn nhiều rồi cô. Thấy con cười nói như vậy là con mừng lắm. Con ráng bồi bổ cho mau bình phục nghe chưa? Dạ. Để cô tới thăm con vậy, thiệt con ngại quá. Có gì đâu con. Cô tính ghé bệnh viện thăm con, nhưng nghe nói con về nhà rồi, cô mừng quá nên cô ghé đây liền á. Dạ. Đây, có chút quà cho con nè. Mà của cô thì ít, của chị Mai thì nhiều. Chị Mai nó chuyển lời thăm con á, xong việc nó sẽ ghé tới liền á. Dạ, con cảm ơn cô.